Bản tin tiếp theo cho biết máy bay từ New Jersey đến Los Angeles cháy động cơ và phải đáp khẩn cấp. Theo tin từ đài KTLA, chuyến bay mang số hiệu 1871 của hãng hàng không United Airlines mới cất cánh từ New Jersey để tới California, chở 168 hành khách và 6 người trong phi hành đoàn thì động cơ bốc cháy. Phát ngôn viên Charles Hubbard của United Airlines cho biết, chúng tôi chưa biết rõ máy bay bị hư ra sao, nhưng đây là một chuyện không hay cho nhiều hành khách. Một số video cho thấy lửa phun ra ở cánh của máy bay chỉ ít lâu sau khi cất cánh và một hành khách cho rằng lửa phun ra từ động cơ. Hành khách Gabriel Guji chia sẻ, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Em gái tôi tưởng đó là ánh đèn, nhưng tôi biết chắc đó là lửa ở động cơ. Tôi phải tự trấn an vì máy bay mới cất cánh chỉ được một phút. Phi hành đoàn đã quyết định quay đầu và hạ cánh khẩn cấp xuống nơi xuất phát. Lực lượng cứu hỏa tại sân bay New Jersey được triển khai nhưng dường như không phải phun lửa chữa cháy. Phát ngôn viên của United Airlines Kimberly Gibbs cho biết, chuyến bay 1871 phải hạ cánh khẩn cấp vì vấn đề kỹ thuật. Máy bay tiếp đất an toàn và hành khách rời phi cơ một cách bình thường, không có người bị thương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì hãng phi cơ này vẫn chưa tiết lộ thêm chi tiết. Các hành khách sau đó được chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục hành trình. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ FAA đã mở cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.